Xin chào các đại lý và khách hàng bên công ty Trầm Hương Nguyễn. Đây là sản phẩm làm từ trầm núi rừng mộc tự nhiên, chuỗi 108 hạt 10 ly. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn sản xuất trầm zin 100%, không xử lý màu hoặc mùi của hóa chất. Chuỗi 108 hạt mang ý nghĩa đoạn trừ 108 phiền não, xua đuổi những điều không may, mang đến sự may mắn và sức khỏe tốt cho người sở hữu. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn luôn design nhiều mẫu mã mới theo cầu của khách hàng, mít trầm vàng 24K, đá thiên nhiên và trầm bạc theo cầu của khách hàng nha.